Chương 3. Tạp phần tập yếu. Parking ngã cá. Trong phần này, ta sẽ đi sâu vào những nhóm pháp được xem là căn bản, vốn là nền tảng cho các giáo lý duyên hệ, duyên sinh, lộ tâm, lộ sắc. Gọi là tạp phần vì chúng là những vấn đề rời rạc và phức tạp. 1. Thọ tập yếu. Quê đá na sanh gá há. 1. Các thọ kể theo lục trần gồm có 3. Lạc thọ, su khá, vê đá na. Khổ thọ, đúc khá, vê đá na. Và xả thọ, upekha, vê đá na. 2. Thọ kể theo pháp quyền, indriya. Khổ, đúc khá, vê đá na. Lạc, su khá, vê đá na. Ưu, đô ma na xá, vê đá na. Hỷ, sô ma na xá, vê đá na. Xả, upekha, vê đá na. Ở trường hợp thứ nhất, thân lạc và tâm lạc kể chung trong lạc thọ, thân khổ và tâm khổ kể chung trong khổ thọ. Ở nhóm thứ hai, hỷ thọ là cảm giác dễ chịu của tâm và lạc thọ là cảm giác dễ chịu của thân. Trong khi đó, ưu thọ là cảm giác khó chịu của tâm và khổ thọ là cảm giác khó chịu của thân. Ở đây, thọ được phân tích kỹ như vậy là bởi vì thân thọ và tâm thọ thật ra có một khoảng cách rất lớn. Một người đang bị khổ thân ghê gớm vẫn có thể được an lạc trong tâm như không có gì xảy ra. Trong quan hệ với tâm thức, cảm thọ là một yếu tố không thể tách rời. Không có tâm nào lại không có một cảm thọ đi cùng. Lạc thọ luôn đi với tâm thân thức thọ lạc. Khổ thọ luôn đi với tâm thân thức thọ khổ. Ưu thọ luôn đi với hai tâm sân. Hỷ thọ đi với 62 tâm, gồm 18 tâm dục giới hỷ thọ, 12 tâm đáo đại hỷ thọ và 32 tâm siêu thế hỷ thọ. Xả thọ đi với 55 tâm, gồm 32 tâm dục giới xả thọ, 15 tâm đáo đại xả thọ và 8 tâm siêu thế xả thọ. Ở đây ta thấy chỉ nhắc đến tâm mà không nói gì đến tâm sở. Thực ra điều đó phải được hiểu ngầm. Nếu được hỏi lạc thọ, chẳng hạn có thể đi với tâm sở nào, thì ta có thể trả lời là tâm sở nào đi với các tâm lạc thọ, thì lúc đó chúng được kể là các tâm sở đi chung với lạc thọ. Với các thọ khác cũng vậy mà hiểu. Xem lại bản đồ các tâm phân theo thọ Vedana chương 1. 2. Nhân tập yếu. Hetu Sangaha. Tất cả tâm và tâm sở có thể kể gọn vào 3 nhóm với 6 căn tính. Các pháp bất thiện Akusala Hetu có 3 nhân gốc là Tham Lô Phá, Sân Đô Xá, Si Moha. Các pháp thiện Kusala Hetu thì có 3 nhân gốc là vô tham alofa, vô sân adosa, vô si amoha. Các pháp vô ký avya katta hetu thì xét trên tên gọi cũng có 3 nhân gốc là vô tham alofa, vô sân adosa, vô si amoha. Nhưng 3 nhân này ở đây không mang tính thiện, chúng được gọi vậy chỉ vì không phải là ác. 3 bất thiện căn tham, sân, si tạo nên các tâm bất thiện. 3 thiện căn là vô tham alofa, vô sân adosa, vô si amoha tạo nên các tâm thiện. Và các căn vô ký thì tạo nên tâm dị thục và tố, còn gọi là duy tác. Hai loại tâm này không có khả năng tạo quả như các tâm thiện và bất thiện. Sau đây là quan hệ giữa các căn mula, tức 6 nhân hê tú, đối với tâm. 18 tâm vô nhân a hê tú kachita thì không có nhân nào đi cùng. 71 tâm hữu nhân sa hê tú kachita được chia thành 3 nhóm. A. Tâm một nhân e ka hê tú kachita là 2 tâm si, chỉ có một nhân si, moha hê tú. Nói vậy bởi vì trong tâm tham hoặc tâm sân luôn có tâm sở si đi cùng,
riêng trong tâm si thì không có hai nhân bất thiện kia. B. Tâm hai nhân, Dvihetukacitta, gồm có tám tham, nhân si, hai tâm sân, nhân si, 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí, vô tham, vô sân. C. Tâm ba nhân, Tihetukacitta, gồm có 47 tâm, là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm đáo đại và 8 siêu thế, vô tham, vô sân, trí tuệ. Xem bảng 24, quan hệ giữa ba nhân bất thiện đối với tâm bất thiện. Bảng 25, quan hệ giữa ba nhân thiện đối với tâm thiện, trang 120. 3. 14 sự tập yếu, Kichasangaha. Tâm gì cũng chỉ có trạng thái căn bản là biết cảnh và tâm sở, là những khía cạnh thuộc tánh của tâm. Nhưng một trong những điều kiện để ta dựa vào đó gọi chúng là tâm gì, chính là chúng được sử dụng cho việc gì. 121 tâm và 52 tâm sở nói chung, chỉ có 14 việc để làm trong suốt dòng sanh tử của chúng sanh. 1. Việc kết nối đời sống trước với đời sống sau của tâm tái sanh, Patisanthikicca. 2. Việc kéo dài dòng chảy tâm thức của tâm hữu phận Phabangakicca. 3. Việc tiến dẫn trần cảnh của hai tâm khai môn, Avacchanakicca. 4. Việc thấy của tâm nhãn thức, Dasanakicca. 5. Việc nghe của tâm nhĩ thức, Sawadakicca. 6. Việc ngửi của tâm tỷ thức, Khayanakicca. 7. Việc nếm của tâm thiệt thức, Sayanakicca. 8. Việc xúc chạm của tâm thân thức, Phusanakicca. 9. Việc tiếp nhận trần cảnh của tâm tiếp thu, Sampatichanakicca. 10. Việc quan sát trần cảnh của tâm quan sát, Santirangnakicca. 11. Việc phán đoán của tâm đoán định, Wotthapanakicca. 12. Việc hưởng dụng trần cảnh của tâm động lực, Chavanakicca. 13. Việc tận thu trần cảnh của tâm na cảnh, Tadalamanakicca. 14. Việc mạng chung của tâm mệnh chung, Chutikicca. 121 tâm, kể theo 14 sự. Việc tái tục do 19 tâm thực hiện, 2 tâm quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. 19 tâm này chỉ được gọi là tâm tái tục Patisanthikicca khi chúng làm việc tái tục. Lúc chúng làm việc hữu phần thì được gọi là 19 tâm hữu phần Phabangakicca. 2 tâm khai ngũ môn và khai ý môn đóng vai trò khai môn, Avacchanakicca, tức mở cửa cho lộ ngũ môn và lộ ý môn xuất hiện. Việc thấy do hai tâm nhãn thức, Chakkhuvijñānakicca, thực hiện. Việc nghe do hai tâm nhĩ thức, Sotavijñānakicca, thực hiện. Việc ngửi do hai tâm tỷ thức, Khanavijñānakicca, thực hiện. Việc nếm do hai tâm thiệt thức, Chivahavijñānakicca, thực hiện. Việc xúc chạm của thân thể do hai tâm thần thức, Kayavijñānakicca, thực hiện. Việc tiếp nhận trần cảnh do hai tâm tiếp thâu, Sampatichanavijñānakicca, thực hiện. Việc quan sát trần cảnh do ba tâm quan sát, Santirangnavijñānakicca, thực hiện. Việc phán đoán trần cảnh, Wotthapanakicca, do tâm khai ý môn, Manodharavacchanakicca, thực hiện. Việc hưởng dụng trần cảnh, Chavanakicca, do 55 tâm thực hiện, 12 bất thiện, 21 thiện, 18 tâm tố và 4 tâm quả siêu thế. Nếu phân loại thì có hai thứ động lực. A. 29 tâm động lực dục giới, gồm 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 1 tâm sinh tiếu. B. 26 động lực kiên cố, gồm 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. Việc tận thu trần cảnh, Tadalambanakicca, của tâm na cảnh, Tadalambanakicca, thì do
11 tâm thực hiện, 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả. Việc mệnh chung Chuticitta là do 19 tâm quả hiệp thế trước đây làm việc tái tục thực hiện. Lúc này chúng được gọi là tâm mệnh chung, chữ cũ gọi là tâm tử. Nhiệm vụ của các tâm. 1. Tâm làm được một nhiệm vụ gồm có 68. Ngũ song thức 10. Ba tâm ý giới Mano Thatu là tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thu. 55 tâm động lực Chavana Chitta. 2. Tâm làm hai nhiệm vụ gồm có tâm quan sát hỷ thọ và tâm khai ý môn. 3. Tâm làm ba nhiệm vụ gồm có 9 tâm quả đáo đại. 4. Tâm làm 4 nhiệm vụ gồm có 8 tâm đại quả. 5. Tâm làm 5 nhiệm vụ gồm có 2 quan sát thọ xả. Nhiệm vụ của tâm có thể kể thành 14 như trên, mà cũng có thể kể là 10 chức năng hay trường hợp thana làm việc. Việc tái tục, việc hữu phần và việc mệnh chung đều do 19 tâm quả thực hiện. Việc khai môn do hai tâm khai môn. Việc tri nhận năm cảnh vật chất do ngũ song thức. Việc tiếp nhận trần cảnh do hai tâm tiếp thu. Việc quan sát trần cảnh do ba tâm quan sát. Việc phán đoán trần cảnh do tâm đoán định. Việc hưởng dụng trần cảnh do 55 tâm. Việc tận thu trần cảnh do 11 tâm na cảnh. Và việc mệnh chung do 19 tâm mệnh chung. Xem bản 26, tâm làm một nhiệm vụ. Bản 27, tâm làm hai nhiệm vụ. Trang 125. Xem bản 28, tâm làm ba nhiệm vụ. Bản 29, tâm làm bốn nhiệm vụ. Bản 30, tâm làm năm nhiệm vụ. Trang 126. 4. Lục môn tập yếu Dvara Sanyaha. Tâm và tâm sở đôi khi được kể gọn vào 6 môn. Ở đây là chỗ dựa cho tâm và tâm sở. 1. Nhãn môn tức thần kinh thị giác Chakkhupassada là chỗ dựa cho tâm nhãn thức. 2. Nhĩ môn tức thần kinh thính giác Sotapassada là chỗ dựa cho tâm nhĩ thức. 3. Tỷ môn tức thần kinh khứu giác Khanapassada là chỗ dựa cho tâm tỷ thức. 4. Thiệt môn tức thần kinh vị giác Chivhapassada là chỗ dựa cho tâm thiệt thức. 5. Thân môn tức thần kinh xúc giác Kayapassada là chỗ dựa cho tâm thân thức. 6. Ý môn tức 19 tâm hữu phần Phavangachitta là chỗ dựa cho ý thức. 5. Môn đầu là sắc môn Rupadwara và môn thứ 6 là danh môn Namadwara. Theo đó mà nói, việc các tâm nương lục môn gồm có 3 trường hợp. 1. Có 46 tâm nương nhãn môn là tâm khai ngũ môn, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, tâm đoán định khai ý, 29 tâm động lực dục giới và 8 tâm na cảnh, 3 quan sát đã được kể riêng ở trên. 2. Tâm nương các môn nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng gồm 46 tâm như trên, với những thay đổi cần thiết, tức là hai thức này được thay thế bằng hai thức kia trong ngũ song thức. 3. Tâm nương ý môn gồm có 67. Khai ý môn làm hai việc, 55 tâm động lực và 11 tâm na cảnh. Ghi chú. 1. Tổng số tâm phải nương ngũ môn hay sắc môn gồm có 54. Tâm khai ngũ môn, ngũ song thức, hai tâm tiếp thu, ba tâm quan sát, tâm đoán định khai ý, 29 tâm động lực dục giới và 8 tâm na cảnh. 2. Tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thu thường được gọi chung là ý giới Mano Thatu. 3. Tâm luôn nương 6 môn, nương cố định, gồm có 31 thứ là quan sát hỷ thọ, khai ý môn và 29 động lực dục giới. 4. Tâm thỉnh thoảng nương 6 môn, tức nương bất định, gồm có 10
là hai tâm quan sát thọ xả và tám tâm đại quả. 5. Tâm không nương môn nào một cách cố định là chín tâm quả đáo đại. 6. 19 tâm tái tục, ngay cả khi hữu phần và mệnh chung, đều được gọi là tâm ngoại môn Dvaravimutti bởi ba lẽ. A. Chúng không xuất hiện qua bất cứ giác quan vật chất nào. B. Tự thân chúng chính là ý môn thì còn nương ai nữa. C. Chúng tồn tại mà không cần đến bất cứ ngoại cảnh nào. 5. Trần cảnh tập yếu Alambanasanyaha. Tất cả các tâm luôn có tâm sở đi kèm, chỉ tồn tại nhờ sự biết cảnh. Có tất cả 6 cảnh Alambana, Aramana, tức tất cả những gì là đối tượng nhận biết của 6 thức, còn gọi là 121 tâm. Cảnh sắc Ruparamana là những gì chỉ được biết qua mắt, gồm hình dáng và màu sắc Rupa Quang Na. Nói theo Atidam thì đây là sắc cảnh sắc. Cảnh thinh Sattaramana là những gì chỉ được biết qua tai, tức tất cả các loại âm thanh. Nói theo Atidam thì đây là sắc cảnh thinh. Cảnh khí Gandharamana là những gì chỉ được biết qua mũi, tức tất cả các mùi mà khứu giác chúng sanh có thể ghi nhận. Nói theo Atidam thì đây là sắc cảnh khí. Cảnh vị Rasaramana là những gì chỉ được biết qua lưỡi, tức những thứ ngon dở, đậm nhạt. Nói theo Atidam thì đây là sắc cảnh vị. Cảnh xúc Phottabharamana là những gì chỉ được biết qua xúc giác, tức nóng lạnh, mịn, nhám. Nói theo Atidam thì đây là ba loại sắc pháp: đất, lửa, gió. Cảnh pháp Thammaramana gồm 5 sắc thần kinh: Passadarupa, 16 sắc tế Sukhumarupa, 121 tâm Chitta, 52 tâm sở Cetasika, Nibbana Nibbana và những khái niệm tục đế Sammutisaccha. Kể cả các đề mục thiền chỉ tịnh Kansina Nimitta. Đã là cảnh pháp thì không thể xuất hiện qua ngũ môn Panchadvara, tức ngũ song thức không thể biết được cảnh pháp. Tâm và cảnh trong quan hệ lục môn. 1. Đối với mỗi môn trong 5 môn vật chất, nhãn môn, thân môn, thì có 46 tâm nương tựa để biết các cảnh vật chất, sắc, thinh, khí. Khai ngũ môn. 1. Nhãn thức. 2. Tiếp thâu. 2. Quan sát. 3. Đoán định khai ý. 1. Động lực dục giới. 29. Na cảnh. 8. Tổng cộng 46. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức cũng vậy. Na cảnh chỉ kể 8 vì 3 tâm quan sát đã được kể riêng ở trên. 2. Có 67 tâm xuất hiện qua ý môn để biết cảnh pháp là: khai ý môn làm hai việc, 55 tâm động lực, 11 tâm na cảnh. 1. Ngũ song thức chỉ có thể biết một cảnh thích hợp với mình, tức mỗi tâm một cảnh riêng. Mỗi tâm trong ngũ song thức chỉ có thể biết được một cảnh tương thích, như tâm nhãn thức chỉ biết được cảnh sắc, tâm thân thức chỉ biết được cảnh xúc. 2. Ba tâm ý giới có thể biết được cả 5 cảnh vật chất. 3. 11 tâm na cảnh và sinh tiếu biết được 6 cảnh dục trần. Kamaramana gồm 54 tâm dục giới Kamachitta, 52 tâm sở hợp Cetasika và 28 sắc pháp Rupa. 4. 12 tâm bất thiện, 4 tâm đại thiện ly trí, 4 tâm đại tố ly trí biết được 6 cảnh hiệp thế Lokiya, gồm 81 tâm hiệp thế Lokiya Chitta, 52 tâm sở hợp Cetasika, 28 sắc pháp và chế định Panyati. 5. 4 tâm đại thiện hợp trí và tâm thông thiện Rupakusala Vinya biết được 6 cảnh gồm 87 tâm trừ tâm tứ đạo, tâm tứ quả. 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp, niết bàn và chế định. 6. 4 tâm đại tố hợp trí
tâm thông tố, kiriya phi nhà và tâm khai ý môn biết được 6 cảnh, gồm 89 hay 121 tâm. 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và chế định. 7. 15 tâm sắc giới trừ tâm thông, chỉ biết cảnh đề mục, kammatthana. 8. 3 tâm hư không vô biên và 3 tâm vô sở hữu xứ, biết được 2 đề mục vô sắc giả định, tức khái niệm vô tận của hư không Akasa và vô sở hữu Akinchanya. 9. Ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng phi phi tưởng, lấy 2 tầng thiền vô sắc còn lại làm cảnh. Ở đây chỉ lấy tâm thiện vô sắc và tâm tố vô sắc. 10. Tám tâm siêu thế biết cảnh Niết Bàn Nibbana. 11. 19 tâm tái tục, hữu phần, mạng chung, biết cảnh cận tử. Marana Sanna Nimitta của đời trước. Cảnh cận tử ở đây là một trong ba cảnh nghiệp tượng. Kammaramana, nghiệp tướng, Kammanimitta và thú tướng Gati Nimitta. Xem bảng 31 tâm và cảnh được biết, 1, trang 132. Xem bảng 32 tâm và cảnh được biết, 2, trang 133. Xem bảng 33 tâm và cảnh được biết, 3, trang 134. 6. Vật tập yếu, Vattu Sanyaha. Vật quách thú ở đây là chỗ nương cho tâm. Có tất cả là 6 vật. Từ nhãn vật là thần kinh thị giác, chỗ nương cho nhãn thức, đến thân vật là thần kinh xúc giác, chỗ nương cho tâm thân thức, và vật cuối cùng là ý vật, chỗ nương của ý thức. Nhãn vật chất khu quách thú, thần kinh thị giác chất khu pasada. Nhĩ vật sô ta quách thú, thần kinh thính giác sô ta pasada. Tỷ vật khana quách thú, thần kinh khứu giác khana pasada. Thiệt vật chivha quách thú, thần kinh vị giác chivha pasada. Thân vật kaya quách thú, thần kinh xúc giác kaya pasada. Ý vật ở đây gồm 2 trường hợp. Ở cõi ngũ uẩn thì tâm chúng sinh phải nương vào một điểm nào đó trong sắc thân, và từ chuyên môn gọi điểm đó là sắc ý vật hadaya quách thú. Trường hợp thứ hai ở cõi vô sắc ý vật chính là tâm hữu phần, tức danh pháp chứ không phải sắc pháp. Vai trò của vật tuy nói là chỗ nương, nhưng kỳ thực chỉ giống như chỗ đánh diêm trên một hộp diêm. Thời điểm gặp nhau của căn, cảnh và thức chỉ là một khoảnh khắc, chớp nhoáng, có thể hình dung qua động tác đánh diêm hay bật quẹt. Trần cảnh, giác quan, vật và thức phải cùng lúc có mặt không trước không sau. Sự chạm mặt đó được gọi là xúc phát xá. Quan hệ giữa 6 vật và các cảnh giới Fumi. 1. Trong 11 cõi dục giới có đủ cả 6 vật. 2. Trong 15 cõi sắc giới hữu tâm Rupaloka thì chỉ có 3 vật là nhãn vật Chakhu Vattu, nhĩ vật Sota Vattu và ý vật Hadaya Vattu. Phạm thiên các cõi này đều là người ly dục, nên việc họ có 2 căn nhãn nhĩ chỉ là để làm các việc lành như gặp Phật, nghe pháp, chứ không phải để hưởng thụ. Còn sắc ý vật thì bắt buộc phải có để làm chỗ nương cho tâm và tâm sở. 3. Ở cõi vô sắc giới Arupa Loka không có vật nào hết. Chỗ nương cho tâm thức cõi vô sắc chỉ là tâm hữu phần Pavanga Chitta. 7. 7 thức giới Madno Vinyana Tha Tu. 1. Nhãn thức giới Chakhu Vinyana Tha Tu, tức hai tâm nhân thức phải dựa vào nhãn vật mà có. 2. Nhĩ thức giới Sota Vinyana Tha Tu, tức hai tâm nhĩ thức nương ở nhĩ vật. 3. Tỷ thức giới Khana Vinyana Tha Tu, tức hai tâm tỷ thức nương ở tỷ vật. 4. Thiệt thức giới Chivha Vinyana Tha Tu, tức hai tâm thiệt thức nương ở thiệt vật. 5. Thân thức giới Kaya Vinyana Tha Tu, tức hai tâm thân thức nương ở thân vật. 6. Ý giới Mano Vinyana Tha Tu, tức khai ngũ môn và hai tiếp thâu nương ở y vật. 7. Ý thức giới Mano Vinyana, gồm 76 tâm còn lại nương ở y vật. Quan hệ giữa tâm chi tá và vật quách thú.
Một, ngũ song thức, duy pancha vinyana, phải luôn nương năm vật pancha quá thú. Hai, có 33 tâm, phải luôn nương sắc ý vật hadaya quá thú, gồm hai tâm sân, ba tâm ý giới, ba tâm quan sát, tâm sinh tiếu, tám tâm đại quả, 15 tâm sắc giới và một tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo này chỉ có được nhờ nghe pháp hay tu tập bằng thân sắc pháp nên không thể có ở cõi vô sắc. 3. Có 42 tâm nương vật một cách bất định, đôi khi không cần vật vẫn sinh được. 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tố vô sắc, 7 tâm siêu thế trừ tâm sơ đạo và tâm khai ý môn. Sở dĩ nói là bất định vì những tâm này có thể sinh khởi ở cõi vô sắc và khi đó thì không cần nương vật.